Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị có hai vùng cửa sông lớn thường xuyên bị bồi lấp, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, đó là cửa Việt huyện Gio Linh và cửa Tùng huyện Vĩnh Linh. Trước tình trạng bồi lấp thường xuyên, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương liên quan lên phương án nạo vét luồng lạch đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động an toàn. Hay nạo vét luồng lạch đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động an toàn, khắc phục được cái tình trạng bồi lắng, góp phần vào với khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện cho cái công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão. Đây là khu vực hạ lưu sông Thạch Hãn đoạn qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Những năm gần đây, tình trạng bồi lắng bùn cát ở khu vực này diễn ra ngày càng nghiêm trọng, có nơi độ sâu chỉ còn khoảng hơn 1 mét. Trong khi đó, khu vực này có đội ngũ tàu thuyền đông, nhiều tàu vỏ thép công suất lớn đóng mới theo Nghị định 67 NTCP của Chính phủ, nên hoạt động đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều vụ tai nạn mắc cạn xảy ra. Tháng 8 năm 2021, sau khi đi kiểm tra khảo sát cụ thể khu vực bị bồi lắng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chỉ đạo các ngành và địa phương lên phương án nạo vét khẩn cấp. Nhờ vậy, đến nay, việc đi lại của tàu thuyền cơ bản được thuận lợi. Trước đây là chưa nạo vét ra thì tàu bè rồi ba con chạy cũng thấy mắc cạn, cũng có nhiều chỗ là bị cạn. Nỗi lo là một lần mà vô ra mà mắc cạn thì có khi cống ba lá, gãy chân vịt. Ba con cũng không yên tâm, tụt luồng lật là bà con ở đây đi ra đi vô cũng thuận tiện hết. Thị trấn Cửa Việt và xã Gio Việt hiện là địa phương có số lượng tàu thuyền công suất lớn, từ 90 đến 1.000 cv nhiều. Khu vực này hiện cũng có các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tấp nập như sửa chữa tàu thuyền, sản xuất nước đá, khu cảng cá Bắc Cửa Việt, khu neo đậu tránh trú bão. Để công tác nạo vét luồng lạch triển khai nhanh chóng, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý phương án nạo vét khẩn cấp theo hình thức xã hội hóa, huy động sự vào cuộc tham gia của doanh nghiệp. Toàn bộ khối lượng bùn cát được vận chuyển ra khỏi địa bàn phục vụ san lấp mặt bằng xây dựng công trình. Sau khi đợt lũ lịch sử năm 2020, thì một số lượng cát ở trên nguồn thì lấp khá nhiều, có lực lượng cát khá nhiều, cho nên cái việc lao động tàu thuyền của bà con ngư dân, đặc biệt ở khu phố 4, phố 5 thì nó càng không vào được. Cho nên là nhiều lần bà con đề nghị với Ủy ban Thị trấn Cửa Việt, chúng tôi đề nghị về tỉnh, về huyện sẽ khảo sát và cho chủ trương nạo vét. Và đến nay thì cái việc nạo vét cơ bản hoàn thành. Vùng nước sau khi nạo vét ở khu cảng cá phía Bắc Cửa Việt, khu neo đầu tàu thuyền và luồng lệch tàu thuyền đi lại đảm bảo độ sâu hơn 4 mét, tạo thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đảm bảo an toàn, thúc đẩy ngành nghề khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá địa phương phát triển.